Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khẳng định lại yêu cầu không được để người dân sống màn trời chiếu đất, đứt bữa, đói cơm lạt muối. Thủ tướng đồng thời nhắc tới việc không để xảy ra dịch bệnh. Chậm nhất trong 5 ngày tới là phải khôi phục, cấp lại điện hoàn toàn cho người dân, dọn dẹp xong môi trường. Đến thị sát công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra tại xã Kỳ Nam và trường tiểu học Kỳ Nam, thăm hỏi, động viên một số hộ dân, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại nặng tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những khó khăn với người dân, đồng thời mong muốn bà con nhân dân thể hiện tinh thần vượt khó mạnh mẽ, nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Chúng ta phải huy động lực lượng để mà lập nhà cho dân, phục hồi cơ sở trường học, bị tốc mái và hư hỏng. Đấy là cái việc rất là quan trọng để dân mặt trời chiếu đất, để mà đảm bảo cuộc bình thường cho dân. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù bão số 10 đổ bộ rất nhanh, rất mạnh, nhưng nhờ chủ động nhiều biện pháp phòng chống, đặc biệt là tinh thần bốn tại chỗ, chúng ta đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra. Công tác dự báo của chúng ta, tôi cho rằng tương đối chính xác. Tất nhiên ở đây tôi nói vì sao, cái phạm vi hơi rộng. Nhưng mà cái đề cao cảnh giác trong thời tiết cực đoan rất cần thiết. Nhưng mà hướng chính là đúng. Ba tỉnh, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An là rất rõ. Vai trò của truyền thông đối với nhân dân được phát huy. Đặc biệt, nhân dân đã tự giác nhận thức và hành động. Tôi nói ví dụ một cái hình ảnh. Người dân trên bão ngày hôm qua gần như không ra được. Cái trước đây có không? Hay là người dân dùng lưới để mà quần lên mấy nhà để mà đỡ bay tôn, bay tranh. Có không? Những cái việc đó hết sức là sống động. Tuy vậy, theo báo cáo ban đầu, tỉnh Hà Tĩnh vẫn là một trong những địa phương phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bão số 10 gây ra. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Tĩnh tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục hậu quả mưa bão, các lực lượng quân đội, công an tăng cường đủ quân số để giúp đỡ nhân dân khắc phục hạ tầng, khôi phục sản xuất với tinh thần không được để nhân dân sống màn trời, chiếu đất, đứt bữa, đói cơm, môi trường dịch bệnh. Khẩn trương khắc phục, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông, chậm nhất sau 5 ngày nữa, 100% hộ dân trên địa bàn có nguồn điện sử dụng. Trước mắt, các địa phương cần tạm ứng ngân sách, hỗ trợ các hộ có nhà bị tốc mái, nhà sập, nhất là gia đình chính sách, neo đơn. Chia sẻ với Hà Tĩnh, nơi vừa gánh chịu tác động môi trường và hậu quả nặng nề do bão số 10 gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý hỗ trợ trực tiếp 40 tỷ đồng để địa phương khắc phục hệ thống hạ tầng truyền dẫn thông tin. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ địa phương lương thực, giống cây trồng, giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.